Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Node.js và Socket.io tại trung tâm đào tạo theo khoa Phạm. Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta xây dựng một con server và nó trả về dữ liệu khách hàng là một dạng HTML. Thì bạn biết là khách hàng truy cập tới bot V7 thì chúng ta sẽ trả về là trang HTML hoặc là text hoặc bất kỳ gì đó bạn thích. Do đó, chúng ta cũng có thể là trả về dạng JSON để chúng ta làm web service. Ví dụ như bạn đứng từ một trang PHP hay trang ASP gì đó, hay là thậm chí từ một cái app Android, iOS, chúng ta gọi tới localhost V7, chúng ta sẽ nhận được cái JSON. Thì cái này chúng ta sẽ đóng vai trò là web service luôn. Ok, bây giờ bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta đổ ra dạng JSON nha. Rồi tôi dùng lại ví dụ này, và tạm thời tôi sẽ làm như sau. Đương nhiên chắc chắn chúng ta phải trả về khách hàng là mã là 200, nghĩa là tồn tại một cái file gì đó. Và cái type lần này của chúng ta sẽ là type của JSON application suite JSON application suite JSON. Rồi, bây giờ tôi sẽ khai báo một cái biến JSON như sau. Tôi khai báo một cái biến object ngoặc nhọn nhé. Ok. Thì JSON của tôi ví dụ như có hai thuộc tính, ví dụ như là họ Phạm. Rồi, tên khoa. Ok, ví dụ năm sinh là dạng số 1987, có ba thuộc tính nha. Object là họ, tên và năm sinh. Và tôi yêu cầu là cái object này nè, nó trả về dạng JSON. Và nó trả cái JSON này về khách hàng luôn, rest.env. Và làm sao để trình bày object này dạng JSON? Bạn dùng hàm JSON chấm stringify, và bạn sẽ truyền vào cái object của mình đây. Nhờ hàm string json chấm stringify, chúng ta sẽ biến object này thành dạng json và tôi đổ về cho khách hàng. Rest là resource trả về khách hàng nha. Rồi tôi chạy lại nha, run, ngắt server đó nha bạn, nếu bạn đang chạy Ctrl C đó. Bây giờ tôi chạy lại nè, node xử lý js. Ok, thì mình thấy là nó vừa nạp lại cái code mới tôi vừa viết đó. Bây giờ kiểm tra nha. Tôi sẽ chạy cái port là 77, nhấn Enter. Đấy, và bạn thấy ngay nó đang trình bày ra cái này ở dạng JSON, họ, tên, năm sinh. Và đây là một cái object, một cái node ở bên trong thành JSON. Thì ở đây Phạm Khoa 1987 là do tôi làm bằng tay. Sau này chúng ta có thể kết nối vào database, chúng lấy dữ liệu ra và chúng ta cũng có thể trình bày dạng JSON giống như vậy và đổ về khách hàng. Do đó chúng ta cũng có thể dùng Node.js để chúng ta làm một cái web service. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.